Quốc Tuấn, thì em công tác ở trong quân đội, em làm công tác kỹ thuật. Thế tuy nhiên mà trong cái thời gian vừa rồi ấy, thì cũng rất là chủ quan sức khỏe. Thì trước khi em đến đây thì em có mắc cũng rất nhiều bệnh, nhất là cái tiểu đường. Bằng tiểu đường thì hôm về đây xét nghiệm thì là 7,8 ạ. Thể về cái 7,8, thứ hai nữa là mỡ máu và cái men gan, rồi cái nó có cả chút huyết áp nữa. Thế thì nói chung là nhìn người thì to khỏe là thừa cân nữa. Thế thôi, nhưng là cái trong này rất nhiều bệnh. Thế thì cái đến lớp học này thì em cũng thực ra thì lâu nay cũng không để ý những cái lớp học mà chữa bệnh như này đâu. Và cái này là do vợ em, tức là cũng rất là quyết liệt là bắt buộc phải đi nghỉ một thời gian để đi chữa cái này. Thế thì em cũng thu xếp công việc để đi theo cái khóa học ở đây, có chị Hương, chị Lan và các anh chị. Thế thì là đến hôm nay thì báo cáo anh chị và các bác cô là em xuống xét nghiệm cái mỡ cái tiểu đường hôm nay thì là chỉ còn có 5,4 nữa, là từ 7,8. Thứ hai là về cân nặng thì mọi khi là cái cân 79-80 cân, nhưng hôm nay xuống là 75,3, xuống mấy cân đấy, còn 4-5 cân rồi đấy. Còn ngoài ra thì cholesterol em cảm thấy là chắc là nó sẽ giảm. Thế nhưng mà bác sĩ thì bảo là cái này thì để nó lâu một tí thì kiểm tra lại cái chỉ số cholesterol ấy, thì nó mới thấy được là nó rõ ràng, nhưng mà hôm nay thì chưa. Và thế thì trong người thì em cảm thấy là sau mấy cái buổi mà tập luyện ấy, nó mồ hôi toát ra thứ rồi phải đập thứ thì thấy người nó rất là nhẹ nhàng, đầu óc nó cảm giác minh mẫn hơn. Chị Phương gặp rồi bảo là nhìn da mặt nó sáng ra thì đúng như thật. Nhưng hôm trước mà đến thì mặt nó xám xịt lại, nên trong người nó trông nó nhiều cái gọi là cái khí độc trong người ấy. thì cảm thấy nó nặng nề, nhưng bây giờ thì thấy nó thoải mái và nó nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay mấy hôm buổi đầu tiên để phải độc thôi, nhưng em nghĩ là nếu mà là mấy hôm nữa thì chắc nó còn nhẹ nhàng nữa, nhiều nữa. Thế cho nên là em cũng quyết tâm là thôi, công việc thì bận về phải đi làm ngay. Nhưng mà em cũng vẫn là đăng ký là sẽ làm thêm ngoài 2 cái buổi đấy ra là thêm 5 buổi nữa ở nhà, và sẽ tự giác làm để cho nó tốt lên, để cho sức khỏe thì nó tốt. Thế còn báo cáo các bác, các anh, các chị về cái tổ chức lớp học thì em thấy là đúng là một cái tổ chức, các bác sĩ ở đây, các cái thành viên trong đoàn của ban tổ chức, đoàn tình nguyện thì cũng ít khi mà có được một cái lớp như này, tức là làm với tất cả cái tình yêu thương, cái tinh thần trách nhiệm và làm có cái tâm. Nên là tổ chức chương trình nó rất là chặt chẽ và đầy đủ các cái môn học từ phần một ấy, để cho nó khép kín cả một cái chương trình. Tức là em đánh giá góc độ là một người bệnh đó, em thấy là rất là hoàn chỉnh. Thì còn cái làm thì đúng là làm với một cái tâm nó lớn và cái tình yêu thương nó bao la. Tổ chức được một lớp như này rồi có những cái buổi ngoại khóa như buổi hôm qua thì thực sự là cũng khó, vì là em không biết nói như nào, nhưng mà cảm nhận được cái như thế. Thế còn về cái chương trình giảng thì thầy soạn ra những cái bài giảng của thầy ấy, thì nói chung là mình ngẫm một tí thì nó rất là rộng, mà nó tức là người ta muốn hiểu, muốn chữa bệnh, muốn theo được thì phải có những cái hiểu biết về cái đấy. Và những cái từng nội dung, từng bài giảng của thầy trên lớp ấy, thì là nó khoanh vùng trong một cái vấn đề để cho mọi người hiểu ra và thực hành tiếp. Em thấy là nó thời gian rất là căng, tức là cứ hết mấy nọ kia thời gian nghỉ rất ít mấy buổi đầu. Thế nhưng mà đúng là cái bài giảng rất chặt chẽ. Thế là sau đến hôm nay cái thì mình thấy là nó hiệu quả, nó thấy rõ ràng. Nhưng em cũng hơi tiếc là mấy buổi vừa rồi thì em cũng có lúc bị hơi đến muộn tí. Hôm trước thì nó cũng hơi ấy, là em có người quen ở bên ngoài thì em ra ngoài em hơi tí. Thế thành ra là cũng hơi tiếc, nhưng mà những cái đấy thì sau gặp này thì em hôm nay em nói chuyện với vợ luôn. Hôm nay là lúc tranh thủ giờ nghỉ hôm kia giải lao là lấy điện thoại nói chuyện với vợ là ôi, em với cả đứa lớn, đứa con gái em ấy phải học lớp đại học, thì là thì sau cái đợt này sắp xếp thời gian là phải đi ngay, vì làm càng sớm càng tốt, chứ không thì cái bệnh tật thì nó theo mình, mà cái
mình không giải quyết ngay thì nó càng buồn khổ nào nó càng mất cái giá trị đi. Thành ra là thế còn em cũng xin chia sẻ một vài lời. Thì một lần nữa thì em cũng xin bày tỏ cái sự biết ơn sâu sắc tới thầy Thích Tường Thành và các bác sĩ trong cái chúng sĩ trong ban tổ chức lớp, trong nhóm Trái Tim Xanh và các anh chị em, tập thể chị em trong đoàn thiện nguyện, đoàn công tác của ban tổ chức. Và em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lòng sự cảm kích của em. Và em cũng biết nói gì hơn thì em cũng xin kính chúc các anh các chị trong ban tổ chức được mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc vui vẻ, và kính chúc toàn thể các bác các cô các chú ở trong lớp học thì sau cái buổi học này, sau lớp học này sẽ thu được một kết quả gọi là mỹ mãn, sức khỏe, bệnh lớn thì thành bệnh nhỏ thì hết. Em cũng xin cảm ơn.